Da của các chị em gặp phải những tình trạng như da không đều màu, sạm, thâm, nám, tàn nhang và sẹo rỗ. Các chị em mình đã dùng những cái phương pháp cũng như những cái sản phẩm mà vẫn chưa cảm thấy hài lòng. Chị em mình có thể tham khảo ngay những dòng sản phẩm mà em Trần đang chia sẻ và khắc phục những tình trạng đó cho các chị em mình. Nếu như chị em mình ở xa thì có thể sử dụng và cải thiện được bệnh lý hay không? Thật ra là em Trần mách nhỏ cho chị em mình nha. Vẫn có thể sử dụng được sản phẩm này, không có khó gì cả. Chị em mình chỉ cần gửi da qua cho em Trần thì sau đó em Trần sẽ lên cái liệu trình cho mình. Cách thức vô cùng đơn giản, chỉ cần bôi thoa tại nhà theo sự hướng dẫn của bên em Trân. Và trong quá trình khi mà mình sử dụng sản phẩm thì được em Trân sẽ hỗ trợ luôn luôn theo dõi tình trạng da của mình trong suốt quá trình khi sử dụng sản phẩm. Đó, chị em mình sử dụng tại nhà tiết kiệm được thời gian nè, tiết kiệm được chi phí của mình nữa. Thì tại sao ngần ngại gì không thử trải nghiệm nha. Đây là những cái đơn hàng khách ở xa của bên em Trân đã luôn theo dõi cũng như đồng hành cùng với em Trân với dòng sản phẩm Jody Phương Anh. Rồi, cảm ơn tất cả các chị em. Nếu như chị em nào thật sự quan tâm thì nhớ là kết nối cùng với em Trân nha.